Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ ba ngày 21 tháng 8. Kính thưa quý khán thính giả, dư luận Việt Nam chấn động trước tin ông Nguyễn Đức Kiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính ACB, còn được biết dưới tên Bầu Kiên, đã bị Công an Việt Nam bắt giam và khởi tố. Cơ quan Cảnh sát Điều tra hôm qua thứ Hai, ngày 20 tháng 8 đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Kiên về tội kinh doanh trái phép theo Điều 159 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, căn cứ đơn khiếu nại tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên. Phát biểu với báo chí, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép là hoạt động bình thường của cơ quan cảnh sát điều tra. Trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội về vụ bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định ông Kiên bị bắt tạm giam do 3 công ty con do ông này làm chủ tịch kinh doanh trái pháp luật. Việc bắt giữ ông Kiên tiến hành vào chiều ngày hôm qua 20 tháng 8 và đến tối, công an cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bị can Nguyễn Đức Kiên tại Hà Nội và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án này. Ông Nguyễn Đức Kiên thường được người Việt Nam biết đến dưới tên gọi Bầu Kiên vì ngoài những hoạt động trên thị trường tài chính đầu tư, ông còn là một trong những ông bầu bóng đá đình đám tại Việt Nam. Trước khi bị bắt, Bầu Kiên là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, ông chủ của đội ACB Hà Nội. Ngoài nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, ông này cũng có những đồn thổi là có quan hệ thân cận với các lãnh đạo cao cấp của chính phủ Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Kiên năm nay 48 tuổi và là một trong những người giàu có nhất tại Việt Nam. Theo thống kê tài sản trên thị trường chứng khoán năm 2011, ông Kiên đứng thứ 14 với tài sản trị giá gần 760 tỷ đồng. Theo các thông tin đăng tải trên các báo chí trong nước, ông Nguyễn Đức Kiên từng học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Sau một thời gian sang học tại Hungary, ông trở về nước và làm việc tại Tổng Công ty Dệt may Việt Nam. Đến năm 1994, ông Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng sự lập ra ngân hàng ACB. Ngoài vai trò tại ACB, ông Kiên còn nắm nhiều cổ phần tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam như Exim Bank, Kiên Long, Việt Bank, Đại Á và Techcombank. Bên cạnh đó, ông Kiên còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như may mặc và du lịch. Ông là thành viên quản trị của hai công ty lớn tại Việt Nam là Du lịch Chợ Lớn và Du lịch Thiên Minh. Việc công an bắt giam và khởi tố Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Kiên ngay lập tức đã khiến dư luận trong nước chấn động. Cổ phiếu của ACB đã giảm đến 7% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cũng như cổ phiếu của nhiều công ty trên hai sàn giao dịch Hà Nội và Sài Gòn đồng loạt mất giá. Các cổ phiếu ngân hàng tại những tổ chức ông Kiên có cổ phần đều mất điểm mạnh. Nhận định về vụ bê bối tài chính khiến nhà tài phiệt Nguyễn Đức Kiên bị bắt, tiến sĩ Lê Đăng Danh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, phát biểu với Đài Á Châu Tự Do. Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt thì là một tín hiệu tốt đối với lại việc thực thi pháp luật ở Việt Nam. Điều thứ hai đó là cũng phản ánh một cái tình trạng phức tạp trong cái giai đoạn vừa qua của cái khối kinh doanh tài chính và ngân hàng đã phát triển quá nóng, đã có cái tăng trưởng quá nhanh và vì vậy cho nên là cái chất lượng nó không được bảo đảm. Và điều thứ ba nữa, nó cũng phản ánh cái trình độ quản lý và giám sát của nhà nước Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu. Trước thông tin Bầu Kiên bị bắt, giới ngân hàng Việt Nam phản ứng khá thận trọng. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB Nguyễn Thanh Toại cho biết việc bắt giữ là việc của cá nhân, là quyết định của cơ quan chức năng nên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ACB. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định người gửi tiền tại ACB hoàn toàn yên tâm và cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, cũng như sẽ hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi có tường thuật chi tiết về việc công an bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên, cũng như phản ứng và ảnh hưởng của vụ này với thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Mời quý vị vào đọc, nghe và xem tại trang web của chúng tôi ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị từ lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ trang nhà tại achautudo.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.